Mùa tựu trường sắp bắt đầu cũng là lúc các bậc phụ huynh chuẩn bị sách vở quần áo cho con đến trường. Tuy nhiên, với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì việc sắm sửa còn nhiều nỗi lo. Và thấu hiểu được điều đó mà các chị em trong Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quà Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đang tất bật chuẩn bị những bộ đồ, những bộ trang phục để dành tặng cho những đứa trẻ con mà mình đỡ đầu. Tiệm may Hạnh Phúc của chị Tăng Thị Kim Yến nằm trong một con hẻm nhỏ thuộc phường Quà Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Những người thợ không chuyên ở đây đều là hội viên Hội Phụ nữ. Ai cũng khẩn trương trong từng đường may mũi chỉ để kịp hoàn thành đồng phục tặng cho những đứa con đỡ đầu trước ngày tựu trường. Đó cũng là tình cảm mà những người mẹ đỡ đầu dành cho những đứa con của mình. Trước tiên là vận động về cái nguồn kinh phí, thì các chị, các nhà hảo tâm nghe qua được cái hoạt động này thì các nhà hảo tâm cũng là họ là cũng rất là ủng hộ và họ cũng đã hỗ trợ, thì cũng như bên cạnh đó cũng kêu gọi các nhà hảo tâm cũng như là các chị phụ nữ trong khu vực địa bàn, thì qua đó thì chúng tôi cũng có được một nguồn kinh phí, từ đó thì cũng đã mua những tấm vải mà tốt nhất cũng như những bộ áo dài để gửi tặng đến các cháu. Để có những sản phẩm chỉnh chu nhất, các chị em đã không ngại đến từng nhà để đo may cho từng em. Và đối với em Nguyễn Văn Thanh Quy, tình cảm đó của các cô trong chi hội phụ nữ là nguồn động viên tinh thần, là điểm tựa cho em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Con cảm thấy vui, con cũng thấy cô Yến là một người mẹ thứ hai của con. Và qua đó thì cũng động viên các cháu có những bộ trang phục để cho các cháu trẻ mồ côi được nhận cái sự quan tâm của người mẹ thứ hai từ cái chương trình. Việc làm ý nghĩa của những người mẹ đỡ đầu trong Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Khê đã phần nào chia sẻ khó khăn với các hộ gia đình, góp phần xoa dịu nỗi đau, trở thành điểm tựa để các trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.